Hi, mọi người, đố mọi người hôm nay là mình sẽ ăn cái món gì nè? Thôi để tôi trả lời luôn, đó là ốc hoàng hậu nha. Mình nhớ là cũng lâu lắm rồi mình mới ăn lại cái con này. Và hôm nay mình tìm rất là nhiều chỗ luôn, đa phần là hết hàng không à, có đúng một chỗ còn hàng thôi mà còn size to nữa chứ. Con này có trọng lượng là gần 3 kg, thể nói hiện tại nó khá là hiếm luôn. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch và sẽ đem đi hấp trước, quên mình đem đi luộc trước nha mọi người. Nay là mình sẽ làm cái món nướng sa tế mà mình đã luộc tầm 1 tiếng rồi nhưng mà mình vẫn không lấy thịt ra được, mình phải dùng đến dụng cụ là mọi người hiểu rồi ha, rất là buồn vẫn không lấy ra được nha. Mình sẽ cho vào nồi, mình sẽ luộc tầm thêm nửa tiếng nữa và phải dùng tới đạo cụ tiếp, này cũng là gây cấn lắm á mọi người, rồi mới lấy ra được nè. Nhưng có điều nó bị đứt cái đuôi rồi, thôi mình bó tay biết sao giờ. Bây giờ mình sẽ làm cái sốt nướng, mình cho dầu vào chảo nè, tiếp như hành tím, tàu, hành, xả và ớt phi vừa thơm rồi mình lấy ra nha. Mình cho vào cái này để mình xay nè, cho tiếp vào 1 muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng ớt bột, 1 muỗng dầu hào rồi mình xay lên. Mọi người có thể cho thêm dầu điều cũng được nha. Ớt sau khi mình lấy ra rồi mình khứa khứa rồi mình ướp, mình để tầm nửa tiếng. Rồi mình sẽ nướng bằng than hoặc là nướng bằng cái nồi chiên không dầu, mình nướng tầm mỗi mặt 15 phút là ok, cái màu đẹp hơn. Mọi người có thể vừa nướng vừa quét lên, mình sẽ ăn với lại muối tiêu chanh ớt, mọi người nhìn nè rất là ngon và hấp dẫn luôn á. Này mình ăn nhiều lần lắm rồi thì nó khá là dai, là mọi người chịu khó cắt lát mỏng ra nha. Cái phần ngon nhất là cái phần chính giữa á mọi người, sẽ giòn giòn sực sực nè, rất là ngọt thịt luôn. Vậy là mình nướng cái ớt sa tế này nè, vị cay cay thơm thơm tự xả, là phải nói là ăn là ngon bá cháy bụi chét luôn á. Này mình nghĩ là tầm 3-4 người ăn là ok rồi. Không biết sao đợt này mình mua con này nó tươi dữ quá hay sao, thịt của nó quấn vô cái đuôi của con ốc á, động cái đuôi của vỏ ốc á mọi người, nên lấy ra khá là cực, phải dùng dụng cụ mình đập dữ lắm luôn mà chỉ lấy ra được phần nửa thôi, còn phần nửa thì nó vẫn nằm trong cái vỏ ốc này nha. Giá con này mình mua hôm nay là gần 3 củ, cụ thể là 2 củ 3 nha mọi người, rất là ngon, xứng đáng giá tiền. Có điều đợt này mua giá 2k tí xíu.